vị khán giả, Đại Nghĩa và Ai Phương rất vui khi gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Mạnh Ghét Tình Yêu. Quý vị thân mến, chương trình Mạnh Ghét Tình Yêu do Aqua Blue Media phối hợp cùng với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, mỗi người chúng ta là một mảnh ghép khác nhau và rất khó để chúng ta tìm được một cái mảnh ghép còn lại nó khớp với mình. Nhiều khi cái đường của mình nó lắc léo, nó dính chặt, nó đúng khó quá đi. Cho nên để tìm được một cái mảnh còn lại nó khớp được vô nhau, vậy là cái chuyện không có đơn giản. Nhưng mà em nghĩ là như thế này nè. Quan trọng không phải là bây giờ mình giống như là đi ra chợ mua cái móc cái được liền. Mà quan trọng là qua cái chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu, mọi người sẽ phải cảm thấy là mình phải cố gắng, mình phải dũng cảm, không có thất vọng. Và bởi vì xung quanh mình có rất nhiều người vẫn đang rất là có nhiều lòng tin vào tình yêu, đi tìm. Mình phải đi tìm thì nó mới tới với mình. Và thậm chí theo Đại Nghĩa nghĩ nha, nếu như chúng ta tìm được một cái người nào đó mà cái mảnh ghép nó hơi khớp thôi, mình phải gò mình phải gò mà. Thậm chí mình phải bẻ bớt một vài mấy cái mảnh mà nó đâm cái chỉa chọn đó, rồi sau đó mình mới giúp cho cái người còn lại làm sao gò cho nó vô nó khớp. Vì vậy Đại Nghĩa và Ái Phương cũng cố gắng làm hết sức mình để giúp cho các bạn ấy có thể tìm được tiếng nói chung, để có được cái những điểm hòa hợp với nhau, có thể tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Dạ. Rồi giờ em muốn về bên mé nào đây, nhà trai hay nhà gái? Em muốn về với nơi mà em thuộc về. Là nhà trai hả? Dạ tất nhiên rồi. Vậy thì mời em, anh sẽ qua bên đây, đi. Có sơn cái nè. Xinh tươi. Bên này cũng xinh tươi anh ơi. Trời ơi, không biết bên đó làm sao chứ bên này tới 3 bông hoa là nghe em, bên đó có 2 cái cành thôi. Dạ, bên này luôn tươi anh ơi. Vậy thì bây giờ mời 3 bông hoa xinh đẹp của anh quay lại chào mọi người. Kia tươi quá, bên này làm sao thua kém được. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng hai chàng trai bên đây. Các em thân mến, các em cứ yên tâm, cứ yên tâm một điều là hai chàng trai hôm nay của chúng ta ai cũng đẹp hơn anh. Dạ. Ba cô gái này quá. Chắc chắn là ai cũng sẽ trẻ hơn em. Dạ em tính nói rồi đó. Anh Nghĩa ơi, anh có muốn chương trình tạm ngưng chút vô thay bộ đồ được không? Sao vậy? Bộ đồ mặc giống thí sinh mà người ta đẹp hơn hơi kỳ. Người ta còn đậm hơn anh đó em ơi. Thôi, tự nhiên bây giờ em cảm giác anh lợt là anh nhợt nhạt dữ vậy nè. Không, mình như mình dặm lại đi anh. Thôi em ơi, hồng hào. Bây giờ mình có dặm thì mình cũng không thể nào che được cái dấu vết của thời gian. Cho nên là chúng ta ngồi ở đây, cái vị trí ngay bên đó đó, yeah, sẽ là cái vị trí để chúng ta có thể quan sát được cả hai, là cầu nối cho các bạn. Tuy là cách nhau bởi một cái bức tường này, nhưng họ có thể bắn tim qua cho nhau, thấy một cái tia gì đó nó đồng cảm với nhau, chập điện được với nhau. Em nghĩ là các bạn cứ yên tâm đi, bởi vì các bạn cứ bắn hết tim đi rồi hai MC sẽ đi lụm cho mình giao qua giao lại. Dạ thưa quý vị khán giả, đối với Mảnh Ghép Tình Yêu chúng ta có tới 4 giai đoạn lận. Mà giai đoạn đầu tiên theo Đại Nghĩa nghĩ rằng đó là cái giai đoạn quan trọng nhất. Đó là giai đoạn gì nào? Giai đoạn tìm hiểu. Dạ, và chúng ta sẽ đến với giai đoạn này ngay bây giờ nha. Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu. Và đây là giai đoạn đầu tiên, giai đoạn tìm hiểu. Vậy thì bây giờ mình để cho các bạn ấy tìm hiểu lẫn nhau đi cái đã. Em gái số 1 giới thiệu một xíu về mình nè. Ở bên gặp Khắp Kỳ Yên là chắc chị Giang bên gặp là học A Sở Sâm Lai là nào.
Em xin chào tất cả mọi người. Em rất vui vì có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Em là Hồ Huyên Ayun, 23 tuổi. Em đến từ Đắk Lắk. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là cô gái ED, da ngăm, tóc xù. Em là một người sống rất là thẳng tính, sống thiên vị tình cảm nhiều hơn. Thật ra cái mục đích hôm nay em tới đây là chỉ để bắt rể cho ba mẹ em thôi nha mọi người. Bạn ấy là muốn là tiến cho tới cùng luôn đó em, chứ không phải là dạo chơi ngắm cảnh này kia nha. Em xin tự giới thiệu, em tên là Mỹ Duyên. Hiện tại công việc chính của em là sinh viên thôi. Nhưng mà em có sở thích đó là thích đi du lịch và muốn khám phá những điều mà kiến thức mình chưa biết. Em là một người có tính cách dễ gần, dễ thân thiện và muốn đem niềm vui đến cho mọi người. Cho nên là hai chàng trai ấy mà muốn đi chơi với em thì đảm bảo là sẽ có niềm vui trong cuộc đi chơi hôm đó ấy ạ. Cảm ơn em. Còn bạn nữ số 3. Em tên là Kiều Bích Ngọc. Năm nay em 23 tuổi. Hiện tại em là sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh, nhưng quê em ở Bình Phước. Em đang hiện là ca sĩ tự do và là kinh doanh tự do. Trong ngôn sống của em, trong tình yêu á, là thường thường em rất là chủ động trong tất cả các mối quan hệ. Dạ, nên hai bạn trai có thể thoải mái, có thể nói chuyện hay tâm sự bất cứ cái gì trong cuộc sống của em. Trong tình yêu em thường hay có một cái quan điểm là yêu thật con tim một lần. Nên mà mình sẽ, nếu mà mình nói thật lòng ra để mình, nhiều khi đó là cơ hội của công cuộc đời mình có được chồng. Ở đây có ba bạn gái mà thấy hai bạn nghĩ tới chuyện là có chồng luôn rồi. Có nghĩa là các bạn đến đây với một cái điều nó cũng hết sức là nghiêm túc. Còn bây giờ thì hai chàng trai. Đầu tiên chàng trai số 1, áo đỏ nha mấy em, áo đỏ chứng tỏ đó. Em tên là Nguyễn Đức Rin, năm nay em 20 tuổi. Và nghề nghiệp chính của em là nhân viên bán hàng. Em cao 1m9 nha mọi người. Trời ơi. Anh làm gì dữ vậy anh? Phương ơi. Anh. Cái gì vậy Phương? Cái gì đâu, người ta có 1m9 thôi mà. Cái đất bình thường. Ái Phương bây giờ mà quất đôi guốc một tấc lên cũng không đứng tới người ta luôn nha. Dạ Phương. Không tới. 1m9 em ơi là một cái cây cổ thụ, cây cao bóng cả cho mình nương tựa vào em ơi. Điều đó làm cho em liên tưởng đến một hình ảnh. Hình ảnh gì? Lỡ Sài Gòn có bão lụt thì sao? Anh sẽ ẵm em qua dục bão. Và em đến đây thì tham gia chương trình này thì muốn tìm một người phụ nữ biết quan tâm và chia sẻ những trong công việc khi mà em gặp những lúc khó khăn trong cuộc sống. Em nói em mới 20 tuổi thôi mà bên đây anh thấy là có hai bạn nói là 23 tuổi rồi. Em có ngại khi bạn gái lớn tuổi hơn mình không? Không anh. Giờ mình quen nhiều người lớn tuổi cũng được mà, sao đâu. Tiếp theo. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Hiếu. Công việc hiện tại của em là kinh doanh bất động sản. Cả đây hai là... chàng trai đều sáng láng nha em. Chị xin phép được miêu tả thêm về cái bạn này. Là bạn mặc bộ đồ giống anh Nghĩa nhưng trẻ hơn anh Nghĩa nha. Em xin lỗi anh. Em không cần phải nhấn mạnh vào cái điều đó đâu Ái Phương, ở đây ai cũng biết hết trơn á. Anh ơi, tại vì là em cảm thấy là mình nên hy sinh hai anh em mình xíu để cho các bạn được tỏa sáng, cho nên chắc không sao đâu anh hả? Không sao, anh dạ. Ổn, anh ổn nha em, anh ổn. Anh ổn, trời anh ơi, ổn. Tuyệt vời. Bạn ấy còn rất là trẻ, nhưng bạn ấy làm công việc kinh doanh bất động sản thì chắc chắn cái đầu của bạn ấy nó cũng phải lớn hơn cái tuổi của mình. Rồi, một chút xíu giới thiệu nhẹ về nhau. Bây giờ các em có thể tìm hiểu nhau, đặt câu hỏi cho nhau đi nào. Bạn trai số 1 thì em ấn tượng ở đây là với chiều cao của bạn 1m9. Ở đây em có thấy là bị bạn gái cũ chia tay và cằn nhằn vì hay đi chơi. Thì hiện tại là bạn còn hay đi chơi nhiều không ạ? Giờ thì mình công việc quá nhiều nên đâm ra cũng không có đi chơi nhiều. Vậy thì mình yên tâm rồi, tại vì mình không thích là bạn trai mình đi chơi nhiều. Vậy cái thời gian theo em thì sau khi làm việc á, thì sẽ dành để làm cái gì? Nếu mà nhớ thì có thể nhắn tin cho nhau. Mà nếu mà cũng không phải bắt buộc là cứ phải nhắn tin mỗi ngày. Giải trí bằng cách là xem phim hay này kia chẳng hạn. Em tự nhận xét về mình, em có phải là một người quấn quýt người yêu nhiều không? Em là một người rất là thích quấn quýt ở bên người yêu. Có phải là ý em muốn nói rằng sau cái giờ làm việc thì thôi nên dành thời gian cho người yêu nhiều hơn, cho bạn bè đúng không? Em nghĩ là nên như thế á. Lúc trước em đi chơi như thế nào mà bạn gái người kia người ta không có chịu? Lúc trước á thì em đi chơi á, nhiều lúc mình đi chơi qua đêm luôn. Trời, có lẽ là bạn ấy cũng còn trẻ cho nên là nhiều khi chưa có cái nghĩ dành cho người yêu nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ có lẽ là đã khác rồi. Cho em hỏi anh Đức Rin là
theo chương trình cung cấp là anh là một người hơi nóng tính. Thì mức độ của anh là tầm cỡ nào ạ? Bởi vì em rất sợ những người nóng tính á. Cái đó anh nóng tính theo kiểu là khi mà anh nóng tính lên á, là anh muốn người phụ nữ của mình cùng nhau ngồi lại nói chuyện và chia sẻ những cái điều khó khăn khi mà hai người gặp nhau. Nhưng mà người trước á, thì khi mà anh làm như vậy người trước sẽ không có nghe. Nên khi mà anh đã nóng tính lên là anh chỉ có việc anh bỏ đi thôi, chứ anh không có làm một cái động tác gì đối với cô ấy hết. Thế còn bây giờ hai em trai có câu hỏi nào đặt cho các bạn gái không nào? Mình bắt đầu từ bạn số 1 ạ. Mình thấy bạn có ghi là bạn trai là phải yêu thương bố mẹ bạn gái là điều kiện hàng đầu. Sao bạn lại có cái suy nghĩ như vậy ạ? Mình nghĩ á, là tại vì bố mẹ của mình đã rất là khổ cực để nuôi nấng mình, ba chị em mình để đi học đầy đủ này kia, mặc dù gia đình cũng không phải là khá giả gì, nhưng ba mẹ chưa bao giờ bắt buộc bọn em là phải nghỉ học hay là gì gì hết. Giả sử mà hai người có lấy nhau ạ, thì không phải là lấy nhau xong là mình chỉ lo cho gia đình riêng của mình thôi, mà mình vẫn phải lo cho gia đình hai bên nữa. Đúng em rồi. Là em thích như thế. Mình thấy ở cô gái số 2 có khá là nhiều cái điểm chung giống với mình. Mình thích những người hài hước và lạc quan, đặc biệt là mình cũng rất là thích đi du lịch. Bạn đã đi du lịch ở những nơi nào rồi ạ? Tính trong nước Việt Nam thì 63 tỉnh thành thì em mới đi được có 5-6 nước thôi. 5-6 tỉnh hả em? À dạ, 5-6 tỉnh thôi. Bạn đã từng đi Đà Lạt chưa ạ? Dạ chưa, em hy vọng là sau cái buổi chương trình này thì mình có thể dành một buổi thời gian nào đó đi Đà Lạt. Bởi vì là mùa này mùa mưa nên là Đà Lạt có vẻ đẹp. Tại sao đẹp? Tại vì sau chương trình này có người dắt đi. À, đi trong mưa cũng thấy đẹp không em? Đúng rồi, cái gì cũng đẹp đó, hết. Về mà có cảm lạnh, có bệnh cũng thấy đẹp. Cho em hỏi bạn Lê Minh Hiếu ạ, thời gian nhiều nhất từng theo đuổi một cô gái thì đến bây giờ thì anh từ cái khoảng thời gian đó đến bây giờ là anh có theo đuổi còn ai khác nữa không ạ? Ngày xưa mình là một người khá là tự tin về cách mà mình tán gái, lập kế hoạch và chinh phục một cô gái. Nhưng mà sau một lần mà mình gọi là theo đuổi một cô gái trong vòng 1 năm 2 tháng 2 ngày nhưng không thành công, mình đã bắt đầu suy nghĩ lại tất cả mọi thứ và bắt đầu gọi là tìm hiểu một mối quan hệ nghiêm túc thì mới. Tức là sao cái cô mà 1 năm 2 tháng 2 ngày đó đến giờ vẫn chưa có tìm hiểu ai thêm đúng không em? Dạ vâng ạ. Đó, yên tâm em nha. Dạ dạ. Vậy em còn một câu hỏi nữa là anh rất là tự tin thay đổi những bạn gái có tính cách sáng nắng chiều mưa rồi có quy tắc trong tình cảm. À, em là một người khá sáng nắng chiều mưa. Với lại là cái quy tắc trong tình cảm của anh thì nó áp đặt những cái điều gì ạ? Sau mỗi một năm anh lập ra một quy tắc để gọi là chấn chỉnh bản thân mình không bị trở nên theo vết xe đổ của một người bố đã mất của anh. Thì quy tắc đầu tiên của anh đó chính là không bao giờ được để bản thân trở thành một người lăng nhăng. Và quy tắc thứ hai của anh là không bao giờ để bản thân trở thành sự lựa chọn hay gọi là một cái gì dự bị cho người khác á. Em còn một quy tắc nữa là trong khi mà người con gái mà mình thích á, họ đang tìm hiểu một mối quan hệ nào đó hay là họ sắp bắt đầu vào mối quan hệ nào đó thì em không bao giờ tham gia vào. Em biết là có những cái bạn cũng rất là cởi mở, ví dụ nha, chị chia sẻ là có những cái cô gái á, cổ tìm hiểu nhiều người cùng một lúc và cổ cởi mở và công bằng đến mức độ là cổ nói cho em luôn là cổ có cảm tình với em. Nhưng cổ cũng có cảm tình với người khác nữa và cổ rõ ràng cái việc đó. Nếu như cổ tôn trọng em cái mức độ đó có nghĩa là cho em cả sự lựa chọn luôn. Nếu em ở vị trí đó em sẽ nghĩ cho bản thân mình em rút lui hay là em sẽ cảm thấy mình có cơ hội đánh tiếp. Nếu như có cơ hội mà họ thẳng thắn với mình á thì mình sẽ tiếp tục. Cũng tùy trường hợp mà chúng ta có thể phá vỡ cả cái nguyên tắc của mình. Vậy thì anh cũng muốn hỏi các em, mình có nguyên tắc trong tình yêu hay không? Em số 3. Em thích sự tự do. Em không muốn ai với cứ ai phải kiểm soát hết tất cả các quyền trong cuộc sống của em, ngay cả công việc. Cái thứ hai là em khá là gia trưởng nhẹ. Hả? Dạ. Em thường hay áp đặt bạn trai của em ở làm bất cứ những cái chuyện gì mà em muốn. Tại sao? Trong khi em nói rằng em không muốn ai áp đặt em về tất cả mọi mặt trong cuộc sống. Anh, tại phụ nữ thích. À, đơn giản là vậy hả? Dạ. Người cái thứ hai là em rất là thích đi đây đi đó cùng với bạn bè, cũng có những thời gian nhưng mà nên nhiều khi em có hay có cái tính là hơi vô tâm nhẹ. Dạ. Em số 2 em có nguyên tắc gì nào?
À, dạ, bản thân em thì trong tình yêu chỉ cần hai người tôn trọng lẫn nhau, quan tâm những người quan trọng đối với cuộc sống của mình và biết tâm lý một chút ạ. Còn em số 1 chia sẻ về nguyên tắc trong tình yêu của em nào? Đối với em thì em muốn là phải thẳng thắn và quan tâm tới nhau ạ. Nói chung là trong tình yêu thì em luôn muốn là mình luôn là một con mèo nhỏ trong vòng tay người yêu thôi, chứ em không muốn là xù lông lên hay gì hết. Cảm ơn em. Các em qua cuộc trò chuyện vừa rồi, các em nghĩ rằng cô gái nào ít phù hợp với mình hơn thì chúng ta sẽ chọn cô ấy để chia tay cô ấy tại đây. Sẽ là một sự lựa chọn khó đó, bởi vì hôm nay ba cô gái của chúng ta là ba cá tính, ba màu sắc hoàn toàn khác nhau. Hai em cứ suy nghĩ thật kỹ và có thể thảo luận cùng với nhau. Mời các em quay ghế vào trong. Và thưa quý vị, chúng ta hãy dành cho hai chàng trai ít phút nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ biết là hai chàng trai chọn cô gái nào mà ít phù hợp với hai chàng trai nhất. Có khó khăn không trong cái việc lựa chọn? Sao thấy mặt căng thẳng quá em? Lựa chọn mà toát hết cả mồ hôi anh ạ. Nhưng mà cuối cùng em cũng đưa ra một lựa chọn chung một đáp án. Đã có đồng ý với nhau rồi đúng không nào? Dạ. Là cả hai người đều đưa ra một đáp án giống nhau luôn. Dạ vâng ạ. Vậy thì bây giờ các em hãy để tay vào màn hình phía trước nha. Các em sẽ bấm nút lựa chọn. Ở đây ba chiếc ghế. Chiếc ghế nào mà ở nguyên vị trí thì đó là cô gái mà các chàng trai đã lựa chọn. Bắt đầu. Tìm hiểu qua ba người thì cô gái số 2 thì cô ấy muốn có một người bạn trai mà kiểu như là có chí hướng tương lai á. Tôi cũng thích một cô gái như vậy. Còn cô gái số 2 thì lại có khá rất nhiều điểm chung với tôi và cách nói chuyện cũng ổn. Cô gái số 1 với số 3 thì tôi thấy cô gái số 3 thì tôi cảm thấy là có hứng thú hơn vì cũng có nhiều điểm chung đối với tôi. Thì thôi mình quyết định chọn cô gái số 1 đi ha. Ok, số 1 ha. Ok. Có giống như những gì các em hình dung không? Quá đẹp. Cảm quá đẹp nha. À xinh ha. Mét 9 đây em. À. Nhưng mà rất tiếc bạn ấy không chọn em. Em rất là cảm ơn mọi người đã cho em cơ hội để tham gia chương trình ngày hôm nay. Có thể hôm nay em không tìm được mảnh ghép của mình, nhưng mà em tin là trong tương lai thì em sẽ tìm được mảnh ghép của mình. Và em cũng mong là hai chàng trai ở đây với là hai cô gái sẽ là cho nhau cơ hội để mình có thể cầm tay nhau đi về. Cảm ơn anh bạn. Rất thích những cô gái mà có cá tính như em, thẳng thắn trong tình yêu và trong tất cả mọi chuyện. Chúc em sẽ gặp nhiều may mắn nha. Dạ, em cảm ơn. Rồi ạ. Bây giờ thì hai em tiễn quay một đoạn đường nào. Chào tạm biệt em. Khi gặp cô gái số 1 thì ngoại hình của cô ấy rất là tuyệt vời và em cảm nhận được bên trong cô ấy rất là có một sức gì đó là thu hút, và em cảm thấy tiếc nuối khi mà em chọn cô gái số 1 ra về. Đôi khi anh nghĩ rằng là các bạn trẻ cho nên là các bạn nhiều khi cũng chưa có ý thức được những cái ưu thế của mình, những cái giá trị mà mình đang có. Cho nên là chúng ta sẽ phải giúp cho các bạn ấy tự tin để các bạn ấy có thể bày tỏ hết tất cả lòng mình, cũng như có thể cho mọi người thấy được những cái điểm mạnh, những cái điều đáng yêu của mình. Chúng ta sẽ nhờ tới những người thân. Đúng rồi. Những người quen trong gia đình, những người bạn bè thân thiết xung quanh, thì những cái người đó là những cái người không có đặt cái lý tưởng người yêu của mình như thế nào, mà sẽ cho chúng ta biết thật sự những cái người bạn này tính tình ra làm sao. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái giai đoạn thứ hai thưa quý vị, đó là giai đoạn thuyết phục. Yeah.
quý vị thân mến, chúng ta đang đến với chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ được gặp người thân và bạn bè của hai chàng trai, xem là các chàng trai ấy có những mặt tối, mặt sáng khác như thế nào. Xin mời. Mình đây là Thùy Trang, mình là mẹ của Lê Hiếu ạ. Trời ơi. Trời ơi mẹ ơi, sao mẹ trẻ dữ vậy mẹ. Mẹ trẻ đẹp, dễ sợ luôn. Rồi còn em trai. Dạ em tên là Tú Sang, là bạn của bạn Đức Trinh hả? Em với bạn ấy là đã bạn bè với nhau bao nhiêu năm rồi? Dạ hơn một năm rồi. Hơn một năm dạ. Rồi hơn một năm rồi. Lý do gì bạn thuyết phục em đến đây một cái chương trình mà tìm người yêu cho bạn ấy? Tại hai đứa chưa thân lắm, đi đâu đi chơi hay là mua sắm hay là mua cái gì á cũng có nhau, sẽ rất là hợp tính dạ, nhau. Hợp tính em nhau, dạ. Em có chắc là em sẽ là người hiểu bạn và cũng như hiểu là bạn thích một cái mẫu con gái như thế nào không? Dạ hiểu. Chắc tự tin đúng không? Dạ. Ok. Rồi bây giờ hai cô gái có câu hỏi nào dành cho những người thân của hai chàng trai không nào? Dạ con chào cô ạ. Con muốn hỏi là ở nhà anh Hiếu là một người có tính cách như thế nào? Bạn ở nhà thì bạn là một người tính cách là rất mạnh mẽ, thẳng thắn, và bạn ý ra có việc gì bạn rất là quyết tâm và theo đuổi tới cùng. Bạn có một cái nữa là nhiều khi là mẹ có việc gì mẹ bảo là con quét nhà cho mẹ với, hay con giữ cho mẹ cái chén cái, như bạn không muốn làm. Bạn cứ ra bạn hù cho mẹ buồn cười xong là bạn đi vào. Có thỉnh thoảng thì có nghĩa là khi bấm là con nhặt cho mẹ cái rau, hay mẹ con dọn cho mẹ cái này cái kia, thì bạn có làm một chút, nhưng bạn làm một chút là bạn lại đi. Dạ. Cho em hỏi bạn số 1, mối quan hệ của anh số 1 á với lại bạn bè như thế nào ạ? Hay quan tâm với bạn bè lắm. Dạ. Hiểu bạn bè lắm. Dạ. Hồi nãy em nói là mê chơi đến nỗi mà bạn gái trước á khó dạ. chịu chia tay luôn á, cái điều đó em có biết không? Điều đó là chắc lâu rồi, chắc bạn bạn không kể với em. Dạ chắc. Dạ, cái lúc một kính. Với lại nãy nói là tuần đi chơi có một buổi một hả? Đúng không? Dạ. Phải không? Tại công việc của bạn là về sale với lại bên người mẫu tự do nữa. Dạ. Nhưng mà cho chị hỏi nè, có thể là trong hơn một năm nay á, thì bạn không có người yêu đúng không? Dạ. Vậy thì bạn có thí dụ tìm hiểu bạn nữ nào không? Và em nhìn thấy cách bạn ấy đối xử với những người phụ nữ xung quanh mình như thế nào? Bạn ấy tính thì rất là vui. Hay đối xử với bạn nữ thì rất là quan tâm nè. Quan tâm. Dạ, quan tâm. Có đào hoa không em? Đào hoa thì nhìn bạn là chắc có đào hoa rồi. Dạ. Đào hoa, anh ơi, đào hoa có nhiều cách. Dạ. Đào hoa là nhiều khi là một cái cây hoa, cái búng ra. Còn có khi là đang đứng nhìn cái đào hoa nó đổ lên đầu. Tự nhiên hoa bay tới đúng với mình rồi. Đúng không? Thì bạn là cái mẫu, cái trường hợp nào? Trường hợp tự nhiên đứng yên cái người ta lợi cua quá trời hay sao? Hay là đi cua quá trời? Cái thứ hai. Phải dạ. không? Thì không đó, em nói vậy là nhiều khi bất lợi cho bạn em nha. Dạ không, cái đó thì bạn em á, thì cái đó thì nhìn bạn là hiển nhiên rồi. Và còn cho chị hỏi nè, dạ. là đào hoa vây lấy bạn là do là cái ngoại hình của bạn, hay là do là bạn trong cái cư xử hàng ngày bạn có vô tình thả thính không em? Dạ không. Không, nghiêm túc. Cái đào hoa này là do bạn là hay quan tâm với người khác á. Từ cái sự quan tâm đó cho nên là nhiều người có tình cảm và tự tìm đến với mình. Cảm ơn em. Nào các em tiếp tục nào. Dạ con chào cô. Cho con hỏi cô của anh thứ hai đúng không ạ? Dạ. Thường thường thì anh có thích động vật không cô? Bạn rất là thích chó mèo. Bạn cứ bảo là mẹ ơi mẹ mua cho con mấy con chó con nuôi mèo rồi không. Bạn rất là thích, là lúc nào bạn nói con không thích gì cả. Bây giờ ghê là bạn mẹ mua cho con chó hoặc mèo. Bạn rảnh thì bạn vẫn đi chỗ nào có chó mèo bạn chơi. Tại sao em lại hỏi câu này? Dạ tại vì thường người mẹ em hay nói là nên yêu người đàn ông yêu thích động vật thì họ sẽ yêu thích trẻ con á. Dạ em chào anh. Em muốn hỏi là thường thường thì bạn của anh hay kiểu như là tâm sự với anh nhiều điều trong cuộc sống để mà như là gây cả chuyện tình cảm của tụi em cho anh không? Ít lắm, mà cuộc sống thì về công việc nè, về mối quan hệ thôi. Quan hệ là như là bạn bè chơi thôi. Còn về công việc thì bạn hay về trong công việc thì bạn rất là năng động với lại là cầu tiến. Có hay thường xuyên nhậu nhẹt gì không anh? Nhậu nhẹt không, ít lắm, ít nhậu. Em thấy cái này
hỏi bạn nhậu mình không đáng tin lắm. À đúng rồi đó, đương nhiên là ông phải giấu rồi em ơi. Tự nhiên cái người này hay đi nhậu với người kia mà em hỏi có hay nhậu không? Không, tất nhiên rồi. Vậy thì bạn em theo em có tính xấu gì? Tính xấu là bạn hay lâu lâu hay cọc. Cọc, nóng giận đúng không? Hay nóng tính. Rồi dạ. Và trong cái nóng đó thì nếu mà mình biết thì mình chuyển hướng đi á, thì lúc cái nóng đó là chuyển thành là vui. Các bạn được vui á, tại tính bạn hay vui. Với Sang á thì là có cái tính xấu gì? À, bạn thì tính của bạn thì mỗi khi là mẹ gọi dậy đến lúc công việc cũng không phải quan trọng ấy, gọi bạn dậy bạn không có dậy và cứ nằm ngủ nướng phụ nữ à. Bạn thì có việc thì bạn dậy rất nhanh rồi bạn đi luôn à. Khi mẹ cần việc gì gọi bạn không quay lại, bạn đi thẳng luôn. Vậy những cái ngày quan trọng của những người thân trong gia đình thì bạn ấy có nhớ hết không? Bạn cũng rất là nhớ, còn nhắc mẹ ơi ngày này là mẹ có làm gì, làm này làm cái kia không à. Đó, bạn cũng rất là quan tâm mà. Đó là cái sự quan tâm ha. Thế cho con hỏi là ở nhà anh Hiếu là một người có hay đi chơi hay nhậu nhẹt về khuya? Lê Hiếu thì được đặc biệt là không hút thuốc. Bạn chỉ đi uống bia khi nào mà có bạn sinh nhật đấy thì bạn mới đi. Còn nhiều khi là bạn không có việc thì bạn không ở nhà. Nhiều lúc mình cũng nói là thôi con cứ đi chơi bạn giao lưu ấy, nhưng mà bạn nói là đi chơi những bạn thì toàn hút thuốc, với lại toàn chơi những chưa không lành mạnh đấy, nên là bạn không thích đi. Nên con thì bắt con về nhà, con có việc con về nhà. Đại cái là mình cũng rất yên tâm về cái đấy. Hiếu có mấy anh em lận Trang? Hiếu có một em nữa, một em trai. Một em nữa. À, với công việc kinh doanh thì thế nào? Hiếu có phải là một cái người nghiêm túc với công việc hay không? Bạn ấy rất là nghiêm túc và bạn rất thích học hỏi về để mẹ sau này. Bạn nói là năm nay mẹ không làm thì con sẽ làm theo nghề của mẹ. À. Con rất là cố gắng, có gì con không biết mẹ cứ truyền lại cho con. Bạn rất là thích cái công việc này đó. Với lại nãy Hiếu có chia sẻ Hiếu đã từng được bạn bè đặt cho cái biệt danh là sát thủ tán gái. Và bạn ấy rất tự tin trong cái việc mà tán tỉnh các bạn gái. Vậy Trang có biết rằng là cái kiểu con gái nào là Hiếu thích hay không? Hiếu rất thích cái một bạn là mạnh mẽ, cá tính và dịu dàng. Đó, mà biết là biết tha thứ hay là biết những cái gì mà trong lúc là hai bạn giận nhau thì biết tha thứ và bỏ qua. Hiếu thích như vậy. À, mạnh mẽ mà phải dịu dàng. Nó cũng hơi khó ha. Mời em. À, con có một câu hỏi là anh Hiếu thường thường anh nói là tự tin đi tán gái sẽ đổ. Vậy thì rất là nhiều vệ tinh xung quanh anh như vậy thì tại sao anh không có vừa lòng những cái vệ tinh anh chọn nữa? Bạn cũng có nhiều bạn rồi nhưng mà bạn lại muốn là một người khám phá thêm những người nữa để bạn có thêm cái kiểm chứng đó. Đó, để bạn có thêm cái là kinh nghiệm mà đã khác người phù hợp nữa. À còn em, bây giờ em có điều gì muốn nói về bạn em nữa không? Thuyết phục hai cô gái này. Chứ nãy giờ là bên đây là mẹ bạn Hiếu là nói qua trời nói những cái điều mà tốt đẹp không đó. Bạn em chỉ thích những người hiền và có cái tính là sôi động á. Những cô gái hiền mà sôi động. Thực ra hôm nay nó có một chút sự nan giải là vừa mạnh mẽ phải dịu dàng nhưng hiền phải sôi động. Vậy thì bây giờ chúng ta hỏi thử coi hai chàng trai nãy giờ cũng đang lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng ta đó, có muốn phản hồi điều gì hay không nha. Alo alo. Alo. Nghe em. Ừ hai em ơi, nãy giờ bên là mẹ, bên là bạn nói về mình quá trời nhiều luôn. Thấy có cái điều gì mình cần phải chỉnh sửa không em? Ông trước tôi trước. Ông trước đi. Có nha. Con quen giờ tìm hiểu là không phải để kiểm chứng mà là để tìm hiểu một mối quan hệ lâu dài thì tới hôn nhân, chứ không phải là kiểm chứng mà là thử nghiệm gì đi nhá. Vậy nếu như bây giờ mà Hiếu tìm được một người như thế thì Trang có đồng ý cho Hiếu lập gia đình luôn không hay là thấy còn quá trẻ? Thì bây giờ con cũng là trưởng thành rồi thì có nghĩa là khi nào mà con quyết định thời điểm nào thì mẹ luôn là sẵn sàng và tôn trọng ý kiến. À, sau này mà lấy về là chắc chắn là con dạo ở riêng ở đấy nhá. Cái gì vậy trời? Chưa gì hết trơn là đòi đi ra ở riêng với vợ rồi. Rồi còn mẹ anh sao em? Mẹ, trời ơi, mẹ có bố có em rồi, thoải mái, ông phải ở bên ngoài thoải mái hơn. Đời sống vợ chồng nó mới riêng tư, nó mới tiến tới. Tiến tới gì? Tiến tới gì? Tiến tới như kiểu... thêm đứa nữa. Đúng rồi. Rồi, còn em số 1, có gì nói không nè? Bạn ơi, giờ mình cũng đáng ý lắm bạn. Bạn ơi, giờ cố gắng để thuyết phục hai cô gái cho mình nha. Rồi, ok. Nãy giờ là bạn em không có thuyết phục được cái gì hết trơn á. Em ơi, bây giờ là có cái điều gì mà em dặn ở nhà em gạo bài rồi mà giờ bạn ra đây bạn chưa trả bài được không em? Có những cái ưu điểm, những cái điều mong muốn gửi gắm gì mà nãy giờ chưa nói được không? Cứ nói tốt về mình là được rồi.
mình có điểm xấu đâu. Hai em sẽ khó để lựa chọn nha. Ngoại hình thì ok hết, dĩ nhiên bạn số 1 thì cao hơn, cái điều đó thì chúng ta đã biết, mét 9 lận. Bạn bên kia thấp hơn, nhưng mà em không phải là thấp quá. Hồi nãy đứng đo với anh rồi, đúng không rồi. Có thấp quá em ơi được. Với lại quan trọng là gì nè, quan trọng không phải là chuyện cao hay thấp, quan trọng là cái điện khi mà đụng nhau cao hay thấp. Đúng rồi em ơi, trời ơi, một bên 500 kV, nó dễ sợ đúng lắm rồi. Nhiều khi người ta nhỏ nhỏ người ta thấy cưng rồi sao. Đó, vậy thì bây giờ các em hãy cân nhắc, quay vào trong, hội ý với nhau, sau đó sẽ cho biết quyết định của các em như thế nào. Mời các em. Và thưa quý vị, hãy dành cho hai cô gái của chúng ta ít phút suy nghĩ nha. Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với vòng thuyết phục của chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu. Vừa rồi thì hai bạn nữ đã có dịp trò chuyện cùng với người thân của hai chàng trai rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ biết được xem là hai cô ấy chọn chàng trai nào là ít phù hợp với mình hơn. Hai em đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. À, vậy thì bây giờ đặt tay lên nút bấm chuẩn bị cho mọi người biết chàng trai nào là các em nghĩ ít phù hợp với mình nhất nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Cánh cửa này sẽ mở ra. Ai sẽ là người xuất hiện sau cánh cửa đây? Hình như anh thấy thấp thoáng đã có bóng người đứng phía sau rồi đó Phương ơi. Phải dấu chân rồi đúng không? Mà ai không biết là của ai thôi. Đây. Ba cửa mở ra rồi, đó là chàng trai số 1. Em đảm bảo là người mẫu là đẹp, chắc chắn là sát thủ gái luôn á. Em không biết số 2 như thế nào nhưng mà số 1 là theo quan điểm của em như vậy. Cho nên là em không chọn số 1. Hơi nóng. Đúng rồi, hơi nóng, da trưởng nữa. Nên là em không thích một người đàn ông như vậy. Em cần một người như vậy. Đó, đúng, em cảm thấy hợp. Chị cũng vậy. Trước tiên là cảm ơn hai người thân đã đến đây hỗ trợ cho người thân của mình trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì tạm biệt Trang và tạm biệt em nha. Rồi, chúng ta vào đây. Mời hai em gái lên đây bên nào. Trời ơi, hai em thật là nhỏ bé khi đứng kế bên anh ấy. Có tiếc không em? Em cảm giác em đứng nhỏ bé hơn. Nhìn lên cả một bầu trời cao. Em cũng giống ý của bạn này. Nhưng mà sẽ là một cái điểm tựa vững chắc cho mình đó em ơi. Công nhận là nhìn lên cao là về chiều cao là nó em hơi nhỏ bé. Và thấy bạn ấy có vẻ không có chút một cảm xúc gì với những cô gái nhỏ bé thì phải. Em cảm giác là vậy. Thôi, đó là sự lựa chọn của các em nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải chia tay với chàng trai số 1 này tại đây rồi. Hai em gái đưa bạn ấy nào, tiễn bạn ấy đi. Em nghĩ là do tính cách của em. Thứ nhất là nóng quá, hơi da trưởng nên các cô gái đó sẽ còn lựa chọn em. Không phải là do bản thân em, mà do em một phần là tính cách của em, với lại em chưa bộc lộ cái cảm xúc và tính cách của em cho các cô gái nó hiểu. Nè, đã chia tay một anh chàng cao 1m9 rồi, cái anh kia thì thấp hơn, anh nghĩ là cũng xứng tầm với các em đó. Hy vọng rằng là mình sẽ tìm được cho mình một mảnh ghép nha. Mời hai em trở về ghế của mình. Như vậy là chúng ta chỉ còn lại một chàng trai và hai cô gái. Mà anh nghĩ rằng là xứng á, bây giờ chàng trai ấy lựa chọn cô nào thì đứng cũng xứng hết trơn á. Bây giờ là mọi chuyện á, những gì cần biết đã biết rồi. Nhưng bây giờ biết điều kiện với nhau hợp quá mà con tim không rung động thì cũng vậy. Chính vì thế chúng ta cần phải kiểm tra xem coi các bạn ấy rung động với nhau đến đâu. Và giai đoạn tiếp theo của chúng tôi sẽ là giai đoạn rung động. Quý vị thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần gọi là phần phim hành động của chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu. Tại sao là phim hành động? Bởi vì phần này kịch tính như phim và có hành động, đó là những trái tim rung động thịt. Trời ơi. Đấy, bây giờ thì anh mời em gái số 2 trước nha. Em số 2, chàng trai đang đứng gần em đây,
bây giờ áo màu xanh đậm hơn anh. Đúng rồi, áo đẹp xanh. Trai luôn đó. Bây giờ cao luôn. Bây giờ cho em, chắc là em hỏi bạn là nếu như mà cho em chạm vào bạn trai, em sẽ muốn chạm vào đâu trên người bạn ấy trước? À, khuôn mặt ạ. Khuôn mặt đúng không? Giờ mặt bị che cái mặt nạ giống như mình rồi, giờ mình rờ cái mặt không thấy được gì đâu. Cụ thể đi, ví dụ như là cái bờ môi, cái cằm, hay là mái tóc, lỗ tai. À, má đi anh. Má. Còn gì nữa không? Dạ thôi. Nhiều đó thôi hả? Bạn nam thì sao? Em sao em? Muốn chạm đi đâu? Em muốn chạm vào bàn tay và chạm vào má cô ấy đi ạ. Rồi, được không? Nắm tay và chạm vào má nha. Dạ. Rồi, ok, hai em quay lại với nhau. Ai trước nha? Bây giờ cho em gái ưu tiên trước đó. Ok, đúng rồi. Chuẩn bị. Âm nhạc bắt đầu. Từ từ em, từ nghe nhạc cái đã, mình cảm cái đã. Rồi, anh sẽ hướng dẫn em nha. Rồi, hai tay luôn em. Em gái số 3 ơi, em muốn chạm vào đâu? Dạ, em muốn chạm vào ngực ạ. Ngực. Và còn gì nữa không? Dạ, nếu được thì cầm tay ạ. Còn em thì sao? Em sẽ muốn chạm vào em cũng muốn cầm tay và gửi sau gáy được không ạ? Được không em? Dạ được. Cô ấy đồng ý. Rồi, bây giờ em gái cầm tay trước nha. Cả hai cảm nhận bàn tay của nhau đi nào. Em hửi mà anh nhột á. Tự nhiên cái em cũng nhột lên kìa. Tại vì em thích cái mùi hương đặc trưng của một cô gái hơn là mùi nước hoa. Vậy ha. Bây giờ anh đưa em về chỗ nha. Đi nào. Cả hai đều có hai bàn tay rất là mềm mại. Ừ. Nhưng ở cô gái đầu tiên thì em cảm thấy được cái hơi ấm ở cơ thể cô ấy. Ừ. Giống như gọi là một cái sự gì đó vừa e thẹn vừa ngại ngùng á. Ừ. Còn cô gái thứ hai thì tương tự vậy thì phải. Em ơi, cái lúc mà em chạm vô bạn trai bên đó thì em thấy như thế nào? Dạ, em cảm giác giống như người mẫu lý tưởng của em luôn ạ. Giống người mẫu. Dạ. Giống bao nhiêu phần trăm? Hay là giống hết luôn? Gần như là 90% ạ. Trời ơi, một con số rất cao anh ơi. Có thể là vì vậy cho nên nhịp tim bạn cũng cao nữa. Chưa đụng người ta đã rất là rung rồi. 106 xong rồi đụng xong rung hơn 108. Trời ơi em ơi, Phương ơi. Phương ơi, có một sự trùng hợp. Phương ơi, anh phải nói ngay, lẽ ra anh chưa nói bây giờ đâu, nhưng có một sự trùng hợp. Khi mà bạn Hiếu của chúng ta đây chưa chạm vào ai cả, thì lúc đó là nhịp tim chỉ có 66 thôi. Và khi chạm vào cô gái số 2 đầu tiên á, thì nhịp tim cũng là 108. Nhịp tim mà cũng thấy trùng nữa ha anh. Ờ, à, vậy mới hay chứ. Chà, nhưng mà đây cũng là ca này cũng khó nè anh. Bạn số 3, hồi nãy lên hai anh em mình nhìn cũng thấy rất là nhiều cảm xúc. Không biết là lúc đó em đứng ở trên em nghĩ gì? Thứ nhất là cái ngực đó em thích. Thích đúng không? Dạ. Đây, chính vì nói chung là đụng như bạn kia thích. Nhịp tim từ 71 lên nhẹ 82. Ừ. Có lên luôn. Còn bên đây, khó Lê anh. Hiếu ban đầu vẫn là nhịp tim 66 và sau khi đã nắm tay cũng như là ngửi mùi hương cái vùng gáy của cô gái số 3 thì nhịp tim tăng lên là 98. Chà, khó quá. Bây giờ em sẽ là người phải đưa ra quyết định. Hai cô gái bên kia theo những gì mà em cảm nhận từ đầu chương trình tới bây giờ, em thấy ai là người phù hợp với mình hơn
thì hãy giữ cô ấy lại. Suy nghĩ đi nha. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với chương trình sau ít phút nữa. Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu. Rung động thì chắc chắn là có rồi, nhưng mà rung động giữa ai với ai? Ngay bây giờ chúng ta sẽ biết được là hai cô gái, ai sẽ là người ở lại. Phương ơi, nhìn đi, thấy rung quéo ngón hết trơn kìa, thấy không? Em thấy là hình như là đối với cô gái nào thì bạn nam của chúng ta cũng có sự rung động hết. Đúng. Nhưng mà rung động làm sao? Trái tim mách bảo thế nào? Nãy vừa mới xong cái nói danh liền, trời ơi, khó quá. Đó, giờ tay đặt tim rồi bẻ. Nổi da gà. Rất là khó để em ấy có thể lựa chọn. Nhưng mà cứ hãy lắng nghe con tim của mình lên tiếng em nha. Những gì mà mình đã cảm nhận về hai cô ấy từ đầu chương trình đến bây giờ. Và hãy cho mọi người biết, em quyết định ai sẽ là người ít phù hợp với mình hơn. Mời em bấm nút. Nói gì với người ta nào em? Đứng hình rồi không biết nói gì nữa anh ơi. Vậy cái điểm nào mà em cảm nhận rằng quấy chưa phù hợp với mình lắm? Lúc cầm tay em thấy em rung ít hơn. Thật ra là có những cái á, về điều kiện nó không có cái gì sai hết, nhưng mà cái khoảnh khắc đụng nhau, cái cảm xúc á, dạ, nó là cái quan trọng và nó quyết định nha. Các em có thể vẫn trở thành những người bạn của nhau ha. Chúng ta có thể không thành người yêu nhưng mà có thể là những người bạn tốt. Cảm ơn em gái, hôm nay đã đến với chương trình nha. Còn bây giờ Hiếu ga lăng một xíu nào, đưa cô ta đi. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta chỉ còn một chàng trai và một cô gái. Nhưng mà liệu rằng họ có chấp nhận đến với nhau hay không? Nó tùy thuộc vào cái nhìn đầu tiên và những cái lời trò chuyện trước khi họ đưa ra quyết định cuối cùng. Vậy ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với giai đoạn cuối của chương trình. Đó là giai đoạn quyết định. Quý vị thân mến, và bây giờ sẽ là giây phút của những sự quyết định tới với nhau hay là quyết định không tới với nhau, trả lời bằng những bông hồng. Và xin mời chàng trai và cô gái của chúng ta cùng tiến lên sân khấu. Xin mời. Xin chưa? Nháy mắt khán giả thôi, hỏi là bên kia có đẹp trai không hay là mẫu người lý tưởng như nào. Mà thôi, số 2 xấu lắm, số 2 không đẹp đâu, đừng chọn số 2. Trời ơi, khi mà mình nhìn thấy bạn ấy, trời ơi, giống như khán giả lừa mình vậy đó. Muốn loại người đẹp trai đi về đó, để họ có cơ hội đó. Và khi thấy bạn ấy thì trời ơi, cả bầu trời gọi là cảm xúc ấn tượng về bạn ấy rất là nhiều luôn. Anh ơi, em không biết em có bị gọi là suy diễn không, chứ em thấy tự nhiên bước lên cái nhìn ta nhìn vậy nè, nhìn giống như anh em mình vô hình vậy anh. À, coi như là không còn thấy ai nữa ngoài cái màu vàng trước mặt. Đúng rồi. Bây giờ các em sẽ có một vài phút để có thể nói chuyện với nhau nha. Rồi sau đó mình sẽ có quyết định, mời các em. Cứ tự nhiên nè. Em thấy anh sao? À, hơi bất ngờ, giống như lúc nãy em nói là anh giống như người mẫu lý tưởng của em gần như 90% á. Nhìn thấy là hết rồi, hết 90% rồi á. Dạ không, vẫn như vậy. Mặc dù chiều cao thì có thể anh trên 1m65 không? Anh 1m72 đấy. Là em đeo guốc. Vậy thì gần như giống như 100% rồi đó. Em thích đi du lịch đúng không? Dạ. Sắp tới em cũng muốn đi Đà Lạt cùng anh không? Dạ có. Tại em cũng muốn là có một dịp nào vào hè, giờ là đang nghỉ hè nên là em muốn có ai đó hoặc là bạn bè đi cùng với em. À, anh còn một vài tính cách này. Anh không giấu gì.
anh đã từng nói anh là một sát thủ tán gái. Dạ. Tất nhiên là xung quanh anh có rất nhiều người theo anh. Dạ. Nhưng anh có một quy tắc, đó chính là không bao giờ trở thành một người lăng nhăng. Dạ. Cho nên thế, khi anh mà đã yêu ai thì chỉ yêu một người và không bao giờ có một hình ảnh cô gái khác nào trong mắt mình cả. Em cũng bên cạnh em, xung quanh em thì cũng có nhiều người theo đuổi em. Khi mà em đã coi họ quan một người nào đó quan trọng với em thì chắc chắn em sẽ dành quan tâm với họ. Nên là nếu như hai chúng ta mà có cơ hội tìm hiểu lẫn nhau á thì chắc chắn điều đó hai người sẽ quan tâm với nhau rồi. Nên là anh sẽ yên tâm không còn bao nhiêu cô gái hay bao nhiêu chàng trai xung quanh chúng ta làm phiền chúng ta nữa. Trời ơi. Em học năm mấy rồi nhở? Dạ. Em học năm mấy rồi nhở? Em năm 3 rồi. Năm 3. Năm sau là sẽ ra trường. Năm sau ra trường. Dạ. 2 năm để công việc ổn định. Dạ. 3 năm nữa nha. Dạ. Anh nghĩ như vậy là chúng ta cũng đã đủ hiểu nhau rồi. Còn sau đó thì mình sẽ từ từ mình tìm hiểu tiếp nếu như chúng ta cho nhau một cơ hội nha. Vậy thì bây giờ các em sẽ quay lưng lại với nhau trước cái đã nào. Em. Đây, đứng đây. Đây là cô gái mà em đã lựa chọn từ đầu chương trình đến tận bây giờ. Còn cái việc em có quay lại tặng quấy hoa hồng hay không, nó tùy thuộc vào cái cảm xúc, cái khoảnh khắc lúc này của em nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Em ơi, còn chàng trai này á, là người đã nãy giờ trò chuyện với em, xây dựng với em những cái cảm tình qua cái câu chuyện suốt đến giờ, thì em hãy nhắm mắt lại, hình dung tất cả, ngay cả khi là trước khi thấy anh ấy cảm xúc thế nào, khi chạm vô anh ấy cảm xúc thế nào, và khi thấy anh ấy em có những phản ứng là làm sao. Hãy gợi nhớ tất cả những điều đó và có một quyết định cho mình. Dạ, anh chị sẽ lùi về phía sau. Sau 3 tiếng đếm của anh, nếu như các em quyết định dành cho nhau cơ hội thì hãy quay lại và tặng nhau cành hoa hồng. Còn nếu như các em cảm thấy rằng chưa đủ cho mình rung động, chưa đủ cảm xúc, thì các em có thể đi thẳng về chiếc ghế của mình. Chuẩn bị. 1 2 3 nói là anh giống như người mẫu lý tưởng của em gần như 90% á. Khi anh mà đã yêu ai thì chỉ yêu một người và không bao giờ có một hình ảnh cô gái khác nào trong mắt mình cả. Cầm luôn đi. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Trời ơi. Hồi hộp quá. Nổi da gà rồi. Thái Phương nổi da gà kìa. Hồi nãy là hai người quay ngược hướng nữa. Như là không phải quay cùng phía em ấy. Ủa quay đi đâu vậy? Tưởng một người đi. Em ơi, anh rất là hồi hộp, sợ các em không quay lại đó. Bởi vì nhìn các em xứng lưới vừa đôi ghê lắm. Đúng rồi. Phải không mẹ Trang? Mẹ Trang cũng gật đầu. Mẹ chiều rồi. Và có lẽ là thay mặt cho những người làm chương trình thì Ái Phương xin gửi lời chúc cho hai bạn. Chúc hai bạn là ngay bây giờ chúng tôi đã tạo cho hai bạn một cái nền tảng, một cái sự bắt đầu. Và xây dựng tình yêu này như thế nào là tùy vào các bạn từ nay về sau. Và các bạn hãy nỗ lực về những cảm tình đầu tiên này nhé. Hy vọng rằng một vài ngày sau sẽ có một vài tấm hình từ Đà Lạt gửi về cho chương trình. Đúng rồi. Dạ thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã có một cặp đôi đến với nhau. Chúc mừng hạnh phúc của em. Còn bây giờ thì các em có thể nắm tay nhau bước vào cánh cửa của tình yêu. Wow, rất là vui khi chúng ta hôm nay đã làm được một cái việc là gắn kết các bạn ấy với nhau. Khi mà hai bạn gặp nhau, chạm vào nhau, em nói chứ trời ơi, bây giờ mà không đi về cùng nhau là tiếc lắm luôn á. Nội cái vụ mà nhịp tim cùng nhau 108 là rồi. Mình thấy quá ngon lành rồi đúng không? Cho nên rất chắc chắn là một cặp.
Dạ, thưa quý vị, đến đây thì chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu xin được phép kết thúc. Thưa quý vị, chương trình do Aqua Blue Media phối hợp cùng với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 8:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì Đại Nghĩa cùng với Phương xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Trong tình cảm thì em là người khá chủ động. Không có ngại cái chuyện mình là con gái mà mình nói trước nó kỳ ha em. Chưa chắc gì mình bị động mà mình gặp được những người phù hợp với mình nè. Ngày thứ ba lần thứ tư đi chơi với nhau thì bắt đầu hít ta, nhưng mà người ta lại bỏ mình. Trong khi người ta là người chủ động, có bao giờ em nghĩ rằng do mình thiếu sự thú vị chăng? Dạ đúng rồi, em hơi bị nhạt. Mọi người nhận xét em là một người nhạt như nước lã. Em có thể chấp nhận một chàng trai ở dơ được. Em có thể dọn phòng cho người đó. Đi cả ngày trời, không tắm rửa gì hết trơn cỏ, rồi nằm lăn ra ngủ luôn, rồi qua ngày hôm sau tiếp tục dậy đi làm. Được không em? À, khi mà mình yêu á, thì mùi vị nào của người yêu mình cũng sẽ chấp nhận được thôi. Chàng trai số 1 là người thích bạn nữ bằng hoặc nhiều tuổi hơn. Vì mối tình đầu tiên của mình là yêu một bạn gái hơn mình 2 tuổi. Chàng trai số 1 sinh năm 97 phải không ạ? Dạ. Vậy là chị lớn hơn em đúng 2 tuổi. Trời ơi. Bạn trai của em phản bội em, quen nhau với bạn thân của em. Mình là người thứ 3 trong cuộc tình đó. À. Nhưng mà sau đó em không thắng được. Không thắng được.